Thưa với lại ông đấy là chủ tịch cộng đồng, trong hiến chương và nội quy có quy định rõ ràng là chủ tịch cộng đồng không có xen chân vào trong cái ủy ban tu chính. Và thưa chủ tọa đoàn, thưa quý vị, cá nhân chúng tôi là nhiệm vụ hành chánh làm tất cả những cái việc dự thảo ủy ban tu chính hiến chương đưa ra trình qua văn phòng thường trực và đưa lên hội đồng đại diện vào tháng 9 tới đây. Thành ra tất cả những việc đó chúng tôi hoàn toàn hầu như không có nắm. Và chúng tôi đã xác định là nếu nói về bản dự thảo thì ủy ban tu chính hiến chương là cái người trách nhiệm. Chúng tôi không có cái đặc quyền hay có cái chủ quyền, bởi vì một khi chúng họ đã độc lập mà mình xen vào cái họ sửa chữa làm điều này điều khác thì tôi nghĩ cái bản tu chính nó sẽ không còn giá trị. Thành ra thưa với chủ tọa đoàn, chúng tôi không có thể trả lời của nó được. Thưa ông chủ tịch, để follow up là thế này, cái ủy ban mà do ông chỉ định ấy, là tên của nó là ủy ban tu chính hiến chương và nội quy, bây giờ nó trở thành ủy ban soạn thảo tuyên ngôn và điều lệ. Phải tuyên ngôn gì và điều lệ là cho ai? Ông không thể nào nói là ủy ban tu chính ông tiếp tục của cái trước. Cái trước người ta nói tu chính hiến chương, người ta làm nửa chừng rồi ông tiếp tục qua, rồi bây giờ ông nói là cái ủy ban, ông không có được độc lập, ông có quyền vô. Hiến chương hiện hành không hề nói ủy ban tu chính hiến chương nội quy là một ủy ban độc lập. Ông đọc kỹ lại hiến chương thì ông sẽ thấy không bao giờ nói cái đó. Thì như vậy á, khi họ ra cái tuyên ngôn và điều lệ cộng đồng, họ phải báo cho ông biết là họ không làm cái nhiệm vụ ủy ban tu chính hiến chương và nội quy nữa, mà họ làm soạn thảo hiến chương. Thì tôi hỏi ông, xin hỏi ông chủ tịch câu là ông có chấp thuận cái thay đổi cái mục đích của ủy ban tu chính hiến chương không? Thưa với ông Lê Huyền, tôi nghĩ là cái lời nói của anh Bố Phi Lý là một cái lời nói chân tình nhất. Vì khi họ đi vào trong cái hiến chương của chúng ta đó thì họ thấy có quá nhiều và họ bắt buộc họ phải thay đổi. Là thưa quý vị, thì đó là cái điều bắt đầu từ bây giờ chúng tôi xin chuyển sang cho ủy ban tu chính. Vì tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của ủy ban tu chính sẽ trả lời cái câu của ông đấy em.